Chào bác nhá. Hôm nay là tôi đang có mặt tại tham dự một đám cưới của thằng em. Là địa chỉ là Bát Sát, Lào Cai. Rồi ăn đi, cả nhà ăn đi. Thím ạ. Đây còn anh em trong nhà. Bà thím. Đây các em. Đưa chắc cái này là đưa còn đưa mà nó vừa luôn luôn ấy. Cô dâu chú rể đây các bác này, chú rể là anh Rèn, còn cô dâu là Thu Hiền. À thôi không hỏi anh nữa, chắc anh không biết đâu. Hỏi đi. Ngồi đấy à? Đoàn anh em bác Hà đang hiện tại đang bố trí là tổ chức là ngồi ăn ở đây. À, tối là khả năng cũng ngủ đây luôn. Ok. Tối ngủ đây nhỉ? Ok. Tối có chung ngủ không nhỉ? Ok. Cái vợ chồng Giang Hương gì đấy đến chưa? Cô dâu chú rể đâu rồi? Ra đây dãy bên này ngồi. Đây là cô dâu đấy các bác này. Có chú rể đi đâu? Chú rể. Đây là món khẩu nhục nhá, là khác huyện nên là màu sắc là sẽ khác ở trên chỗ tôi hay quay ở trên Bắc Hà. Đây các món ăn chính ở trong đám cưới. Yêu cái gì với cái gì? Lâu lắm rồi tôi không đi tham dự một cái đám cưới xa nhà như này. Hôm nay là anh em cùng ở trên Bắc Hà xuống rất là đông. Cái này còn rượu gì đâu? Rượu sắn à, không có rượu gạo đâu nhỉ? Ở dưới này đa số là dùng rượu sắn thôi các bác. Rượu gạo. Lại lựa. Này giấy ăn nhá. À vâng, giấy ăn. Rồi. Chiều lên YouTube thoải mái đi. Nam ngồi đây này. Đây là ông chú của tôi. Ba người chơi với bố đông trong bên đây này. Không lấy được đâu mà. Ông đang thiếu người thì không lấy được. Đấy, đủ rồi. Đủ rồi. Có nhiều. Đấy, Nam cứ ngồi đi. Mấy cô Triều ngồi đâu ấy nhỉ, thím nhỉ? Trong này. Ở đây chú rể này các bác này, chú rể đang uống sữa. Chắc khát nước quá. À, đây ngồi đây. À, cũng lần đầu tiên là tôi nhìn thấy là con đám cưới là có cả cây hát. Cái này hát ở trong quán hát ấy nhỉ, các bác nhỉ? Thôi đằng nào anh chú cũng uống rượu thì anh em mình chúc qua hai em trăm năm hạnh phúc đi. Ui giời lại đi. Rồi, uống rượu đi. Chúc cả anh em mạnh khỏe nhá. Mia. Anh à, sáng ra chưa uống một nước nào, uống rượu như kiểu uống nước lã luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.